vườn cam xanh của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng tại thôn Kim Thượng, xã Tin Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cam dụng ngập vườn do thời tiết có mưa bất thường, bao công sức tiền bạc của người dân trong suốt cả một năm tiêu tan sau đợt mưa trái vụ. Năm nay thì là dự tính là 200 tấn. Nhưng mà bây giờ nó mới thu được khoảng tầm 10 tấn. Thì là năm nay nó lại mưa nhiều xong là nó lại bị dụng ngay từ đầu vụ nên là số lượng bán là được có 10 tấn thì là nó gặp những cái trận mưa này nó, nó rụng. Còn đây là vườn cam của ông Hoàng Quyết Thắng ở xã Vĩnh Hảo, 8 hecta cam, trong đó có 4 hecta đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 100 tấn. Từ đầu vụ đến nay, gia đình ông Thắng mới chỉ bán được gần 20 tấn, còn hơn 80 tấn chưa tìm được người mua thì gặp đợt mưa kéo dài, cam rụng gom thành từng đống lớn bỏ thối ven đường. Giá thị trường như nhà tôi đang bán là 8 000 đến 8 nghìn rưỡi thì gia đình nhà tôi dụng khoảng 40 tấn thì nó rơi vào 300 đến 300 rưỡi. Theo đánh giá của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hà Giang, thời tiết vừa qua diễn biến khác thường, mưa kéo dài trên nền nhiệt độ thấp nên khi gặp thời tiết nắng ấm dẫn đến chênh lệch nhiệt độ lớn khiến cây cam bị sốc nhiệt sốc nước. Thời tiết ấm lên cũng kích thích cây cam bắt đầu thời kỳ sinh trưởng mới, phân hóa chồi hoa để hình thành cho quả giai đoạn tiếp theo khiến cây cam tự chút quả. Năm nay thì cái hiện tượng để quả trên cây thì nó còn nhiều hơn so với những năm trước. Thì cái đúng ra là thời điểm này thì đã là thời điểm cuối vụ rồi. Cái sản lượng đúng ra là chỉ còn duy trì khoảng 30% trên cái cây thôi nhưng mà có những vườn thì chúng tôi kiểm tra là đến 100% quả vẫn còn trên cây như vậy là cái đối chiếu với cái khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất cũng như là của cây thì cây tự điều chỉnh đó là hiện tượng sinh lý bình thường. Tính đến nay lượng cam dụng tại hai huyện Bắc Quang và Quang Bình đã sấp xỉ khoảng 15.000 tấn, thiệt hại gần 100 tỷ đồng, chủ yếu tại huyện Bắc Quang. Tình trạng cam dụng hàng loạt hiện nay khiến nhiều hộ trồng cam ở Hà Giang có nguy cơ mất trắng.